không có Phật đời con sẽ lạc lối. Nếu không có Phật đời con vẫn đau thương. Nếu không có Phật vũ trụ sẽ ra sao? Nếu không có Phật đời con lên đèn. Bước chân đi tìm Ngài, tìm ra chân lý, cứu vớt muôn loài thoát cõi cánh trầm luân. Bước đi khắp miền đưa người về nơi bến giác. Thế Tôn mong rằng cuộc đời bớt khổ đau. Ngài là bậc chánh giác có tấm lòng từ bi. Ngài đoàn chưa tham ái đam mê của lục trần. Ngài yêu thương nhân loại, yêu tất cả chúng sanh. Ngài tu thành chánh quả nên người đời kính tôn thờ là bậc Đức Thế Tôn. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô thỉnh trên thượng tọa giảng sư an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên đi trưởng trụ trì cùng chư tôn đức trong ban tổ chức khóa tu. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta có đầy đủ duyên lành được cùng nhau hội ngộ với giảng đường chùa Phước Thiện, huyện Bình Chánh trong khóa tu một ngày an lạc. Trước tiên và trên hết, xin cho phép chúng tôi được kính chúc sức khỏe đến đi trưởng cùng với ban tổ chức khóa tu và chúc cho quý Phật tử đại chúng tham dự khóa tu học ngày hôm nay được thật nhiều sức khỏe, an lạc và thành tựu nhiều thiện duyên, thiện quả trong chương trình tu học của chúng ta. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay Thiện Tâm xin chia sẻ cùng với đại chúng đề tài là có trách nhiệm với chính mình. Thưa quý vị, trong đạo Phật của chúng ta có cái phương pháp tu tập và hành đạo gọi là tự lợi rồi mới lợi tha. Nghĩa là chúng ta muốn cứu, muốn giúp, muốn độ một ai đó thì trước tiên chúng ta phải vững cái nền tảng căn bản sự hiểu biết, đạo lực lẫn năng lực. Thì giờ đó cái việc cứu giúp của chúng ta mới có kết quả. Cũng giống như thấy một người đang bị đuối nước ở dưới sông, người muốn cứu được người đó phải là người biết bơi. Nếu mà người không biết bơi nhảy xuống cứu thì cả hai cùng chết. Thì trong việc tu học của chúng ta cũng thế.
chúng ta muốn giúp ai đó thì trước tiên bản thân của chúng ta phải vững trước đi đã. Trong cuộc đời này mình muốn cho xã hội được an lạc, mọi người được hạnh phúc trong cuộc sống cộng hưởng với nhau trên quả địa cầu này, thì trước tiên chúng ta cần phải có cái trách nhiệm với chính bản thân mình. Đôi khi chúng ta làm rất nhiều việc, rất nhiều chuyện ở bên ngoài mà đối với bản thân của chúng ta, vô tình chúng ta lại bạc đãi nó. Chẳng hạn như chúng ta đi làm các cái công việc như là chẩn bần, bố thí, giúp đỡ người nghèo khó, tạo điều kiện giúp đỡ cho người khác được làm ăn, được nhiều sức khỏe, vân vân. Nhưng mà riêng ngay bản thân của chúng ta thì chúng ta lại quên đi cái mục đích, cái ý nghĩa của cái việc làm đó của chúng ta là gì, là như thế nào. Cho nên là một lúc nào, một thời điểm nào đó, một giai đoạn nào đó, chúng ta làm rồi chúng ta cứ yêu cầu, cứ mong cái người khác đáp ứng đúng cái suy nghĩ của mình thôi, chứ cái giá trị của cái việc làm đó nó lại mất đi. Nói cụ thể hơn á, là ví dụ chúng ta thấy một trường hợp nào gặp khó khăn, chúng ta giúp đỡ, chúng ta phát tâm, chúng ta giúp đỡ. Nhưng mà khi chúng ta phát tâm, chúng ta giúp đỡ thì cái việc giúp đỡ đó của chúng ta cần phải xuất phát từ cái tâm từ, từ cái lòng thương thật sự. Chúng ta chú trọng cái việc là hướng đến cái con đường thánh thiện hơn là chúng ta chú trọng về cái tặng phẩm hay là cái vật phẩm mà chúng ta đang giúp cho người đó. Bởi vì khi chúng ta phát cái tâm lành để chúng ta tặng cái vật phẩm đó cho người khác, rồi có người đã tiếp nhận cái vật phẩm đó từ sự giúp đỡ của chúng ta, ngay lúc đó cái kết quả đã hình thành. Chúng ta chỉ cần biết đến đó thôi, không nhất thiết là chúng ta phải đặt nặng cái vấn đề là cái người sau khi tiếp nhận vật phẩm đó của chúng ta làm gì, làm có đúng hay là sai. Cái việc đúng hay là sai là cái việc của họ, còn cái việc của chúng ta đã cho đi rồi thì coi như cái việc đó không còn là sở hữu chủ của chúng ta. Người tiếp nhận cái vật đó của chúng ta, họ làm sai, đương nhiên họ phải chấp nhận đi theo cái quy luật nhân quả, cái tiến trình nhân quả của họ. Còn trách nhiệm của chúng ta đã hết, kết quả của chúng ta đã thành. Có như vậy thì cái bản ngã và sự cố chấp trong cái việc làm phước thiện của chúng ta nó mới không bị tăng trưởng theo thời gian. Còn chúng ta làm cái việc đó mà chú trọng nhiều về cái vật phẩm của mình cho, vật phẩm của mình tặng, thì cái hệ quả lâu ngày nó sẽ nuôi dưỡng cái bản ngã của chúng ta, mà chúng ta quên đi cái trách nhiệm đối với bản thân của chúng ta ngay từ ban đầu, là làm việc đó vì mục đích gì, vì ý nghĩa gì. Trong cái việc có trách nhiệm đối với bản thân á, thì trước tiên chúng ta phải biết tôn trọng, yêu thương người khác, chính là tôn trọng, yêu thương chính mình. Trong cái tháng vừa qua, chắc có lẽ quý Phật tử chúng ta cũng đã từng đi dự đại lễ Vu Lan báo hiếu ở nhiều nơi, phải không ? Mà trong cái đại lễ Vu Lan báo hiếu á, là mỗi người chúng ta đều dành cái thời gian để suy niệm về cái công đức sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, phải không ? Cũng trong cái mùa Vu Lan báo hiếu vừa qua, chúng tôi
cũng có gặp một số trường hợp khi mà đi dự lễ thì đặt câu hỏi với chúng tôi như thế này: dạ thưa thầy, nếu mà kinh Vu Lan Báo Hiếu được ghi chép và cái nội dung mà ở các nơi, các chùa đang tổ chức cái đại lễ Vu Lan này để dâng pháp y, cúng dường trai tăng, vân vân, theo con nghĩ trên thực tế Đức Phật nói rằng thương chúng sinh, độ chúng sinh, nhưng mà theo con thấy chắc có lẽ Đức Phật thương đệ tử của mình nhiều hơn là chúng sinh. Vì sao? Không hiểu vì sao mà đi đến đâu đọc kinh Vu Lan thì con cũng thấy rằng toàn là dạy cho người ta cúng cho các thầy các sư không à. Còn cứu khổ hay là không cứu khổ được hay không thì chưa có ai kiểm chứng là có kết quả thật hay không. Thì qua những cái thắc mắc và qua cái vấn đề mà đề cập được đề cập này đó, thì thưa quý vị, nếu mà đứng ở góc độ của Thiện Tâm trả lời đó thì sẽ trả lời như sau: nếu cái người mà đặt câu hỏi như thế, mà đặt câu hỏi với cái sự gọi là ngẫu nhiên, bằng một cái tâm không hiểu biết thật sự, thì nó đòi hỏi cái thời gian mà để giải thích cho cái người đó hiểu thì phải nói mất thời gian rất nhiều, bởi vì họ chưa hiểu biết gì hết, nói chỉ một vài ba câu qua loa thì cái kết quả cũng chẳng có cải thiện được gì, bởi vì cái hiểu biết của họ chưa sâu, chưa đúng về cái pháp Vu Lan và cái bản kinh Vu Lan mà của chúng ta trì tụng. Cái đối tượng thứ hai đó là người đã có hiểu biết nhưng mà có cái tâm hiềm khích, soi mói đối với Phật giáo. Thì đối với cái trường hợp này đó là chúng ta cũng không cần phải giải thích, cũng không cần phải nói nhiều, bởi vì cái tâm của họ xuất phát là họ hỏi, họ nói là vì soi mói, thì dầu cho chúng ta có nói đúng đi chăng nữa họ cũng vẫn không chấp nhận và cũng không nghe. Thì cái vấn đề này để có một cái nhìn nhận đúng đắn á, thì người Phật tử của chúng ta phải có trách nhiệm hiểu đúng trước đi cái đã, trang bị cho mình là mình phải hiểu đúng, chứ để là không khéo chúng ta Phật tử đi dự đại lễ Vu Lan, đi tụng kinh Vu Lan cả tháng 7 ở nhiều nơi, nhiều đạo tràng tập trung, thậm chí hàng trăm, vài trăm cho đến hàng nghìn người, nhưng mà gặp cái đối tượng mà họ chưa hiểu, họ hỏi thì mình không trả lời được á thì cũng đỡ, nhưng mà nếu gặp cái đối tượng soi mói mà mình cũng trả lời không được, mà bản thân mình cũng không hiểu luôn, thì đó là một cái điều mình có lỗi. Thì nhân đây đó thì Thiện Tâm cũng xin chia sẻ với quý vị vài vấn đề có liên quan đến cái pháp Vu Lan và cái bản kinh Vu Lan của chúng ta. Thì như cái đề tài của chúng ta ngày hôm nay nói chuyện đó là có trách nhiệm với chính mình, mà cái lễ Vu Lan là và cái pháp Vu Lan đó là cái pháp để chỉ cho chúng ta biết tri ân và báo ân, phải không ạ? Thì cái sự liên hệ giữa cái việc tri ân và báo ân và đối với cái trách nhiệm của chính mình đó, thì chút nữa Thiện Tâm sẽ giải thích lần lượt thì quý vị sẽ sáng tỏ. Trong cái câu chuyện liên quan đến bản kinh Vu Lan và cái truyền thống của Ngài Vu Lan, chúng ta chắc có lẽ ai cũng tiếp nhận biết được cái tích truyện, đó là qua câu chuyện của Ngài Mục Kiền Liên và bà Thanh Đề. Sau này một số nhà soạn giả người ta viết ra thành một cái vở cải lương là Mục Liên Thanh Đề. Nội dung của cái câu chuyện á, chúng ta được giới thiệu qua cái hình ảnh, đó là bà Thanh Đề do vì mất cái tâm Bồ Đề
Bởi vì một cái sự phân biệt đối xử của một chú tiểu mới vào chùa mà khiến cho bà phải bị thối tâm bồ đề. Khi thối tâm bồ đề, bà lại mất đi cái lòng cung kính đối với Tam Bảo, đối với Phật, Pháp, Tăng. Cho nên cái hậu quả bà phải nhận lấy là khi chết bị đọa vào trong địa ngục, thân mình á, phải ngồi bàn trong, đầu phải đội chọi máu, vân vân. Thì về cái tích truyện và cái câu chuyện được diễn dịch thành một cái vở cải lương, Phật tử chúng ta đó thì lại hấp thụ, tiếp nhận cái câu chuyện qua cái hình ảnh đó không à. Còn cái ẩn ý ở bên trong là chúng ta đôi khi chưa nắm rõ. Trong Kinh Vu Lan, Đức Phật có nói rằng lòng bõn sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà. Nghĩa là cái sự đọa lạc của bà Thanh Đề không phải là do vì mất tâm bồ đề, vì bị phân biệt đối xử của một cái chú tiểu mới vào chùa, mà thực tế là cái sự đọa lạc của bà Thanh Đề là do cái tâm bõn sẻn là chính. Phải không? Lòng bõn sẻn tiền căn chưa dứt mà. Nghĩa là cái tâm bõn sẻn của bà là cái nguyên nhân dẫn đến bà phải bị trôi lăn trong cái vòng lẫn quẩn trầm luân. Vì sao mà chúng tôi lại chia sẻ với quý vị như vậy? Thực tế là ngài Mục Kiền Liên trước khi đi tu là một vị công tử, nhà rất là giàu có, cha mẹ của ngài là một vị quan tể tướng, và bản thân ngài là một người con trai độc nhất trong nhà. Mà cái quan niệm của thế gian thì sao quý vị? Con trai thì phải nói giỏi tông đường, mà bây giờ có một người con thôi mà đòi đi tu á, thì coi như là mất dòng mất giống rồi, đâu có ai nói giỏi tông đường. Thì làm cha làm mẹ có chấp nhận không quý vị? Không chấp nhận. Thì chính vì cha mẹ của ngài không chấp nhận cho ngài chọn cái con đường xuất gia, con đường đi tu, ép ngài phải cưới vợ, cho nên ngài quyết chí đi tu, phải bỏ gia đình trốn đi thôi. Mà cái thời xưa đó, hàng nghìn năm trước á, thì đâu có là internet, đâu có điện thoại di động, vậy nên là đi vào rừng cái là mất dấu rồi, đâu có tìm được, công nghệ thông tin chưa có mà. Thì ngài Mục Kiền Liên mới quyết chí đi bỏ xuất ly gia đình để đi tìm cái con đường đạo hạnh của mình để tu tập đó. Thì khi cái quá trình mà ngài đi vào rừng để tìm đến con đường đạo để tu tập đó, thì ở nhà cha và mẹ của ngài ngày đêm đều thương nhớ con, bởi vì có một người con trai một mà một vị quan tể tướng. Thì quý vị tưởng tượng thử xem cái gia tài sự nghiệp sự sản nó đồ sộ đến mức độ nào. Tiền tài vật chất của cải rất nhiều, cái tâm nguyện của cha mẹ là muốn giao trở lại cho con. Ví dụ như quý vị ở trong cái thời hiện tại của chúng ta thôi, nếu quý vị có con cái đó, thì cái người làm cha làm mẹ nè, làm ăn vất vả, tạo dựng nên nhà cửa sự sản, trong đó gồm có tài sản bất động sản, thì cái niềm hy vọng của mình là cái gì? Là sau này khi mình chết đi, con của mình sẽ thừa kế cái sự sản đó một cách hợp pháp và sử dụng một cách hợp lý, đúng đắn. Sợ cái bản thân nó khổ, sợ cuộc đời nó khổ, sợ đủ thứ hết. Thì cái tâm lý của bà Thanh Đề cũng như thế thôi. Cho nên là trong cái thời gian ngày Mục Kiền Liên đi tu, thì cha của ngài đó tuổi già cho nên mất trước, còn lại người mẹ. Thì người mẹ cũng ngày lẫn đêm mong ngóng là ngày Mục Kiền Liên về để làm gì? Để giao lại cái sự nghiệp này cho ngày Mục Kiền Liên, cái gia tài sự sản này cho ngài Mục Kiền Liên để kế thừa, bà mới yên tâm. Nhưng mà khi ngài Mục Kiền Liên chưa trở về thì vô thường đến, bà cũng ra đi luôn. Thì trong cái lúc bà ra đi đó, cái tâm của bà chưa có yên,
chưa yên lòng, bởi vì chưa có giao phó được cái gia tài sự sản này cho con trai duy nhất của mình. Chính cái lòng bỏng sẻn và sự cố chấp vướng mắc đó đó, thì bà bị rơi vào trong cái cảnh giới đó là đọa lạc, làm thành con quỷ đói đeo ở trên cây cột nhà đó để giữ cái gia tài sự sản đó, để giữ. Thì khi mà ngày một kiền liên tu tập chứng đạo trở về muốn độ cho cha mẹ mình, thì khi trở về đó thì mới biết rằng cha mẹ mình đã chết. Lo, ngài lo sợ vì cái tâm cố chấp của cha mẹ lúc trước, cho nên bằng cái đức từ và cái sức thần thông, cái kết quả tu tập được, trí huệ tu tập được của ngài, ngài mới quán chiếu để tìm xem cái vong hồn của cha mình với mẹ mình hiện giờ đang ở đâu. Thì là ngài mới thấy được là cái vong hồn của cha mình đã được sinh về cõi trời để hưởng phước. Bởi vì ngài, ba ngài tể tướng cha của ngài Mục Kiền Liên chết trước, thì lúc đó là ngài có chết đi thì cũng hy vọng là còn bà Thanh Đề ở lại để giao phó trách nhiệm. Cho nên lúc mà cha của ngài Mục Kiền Liên ra đi, cái sự cố chấp đó, sự lo lắng đó không nhiều. Cho nên là bằng cái phước báo của ông đã tạo được, cho nên ông được sinh về cõi trời để hưởng cái phước quả hữu lậu mà do còn sinh tiền ông đã làm được. Còn bà Thanh Đề là cái người đi sau, còn vướng nặng nhiều cái sự cố chấp đó, còn nhiều cái sự lo lắng, cho nên là nhà bà mới là ở lại ôm giữ, bị sinh vào trong cái cảnh giới của loài quỷ đói mà treo trên đó. Thì ngài Mục Kiền Liên mới tìm lên cõi trời cũng không thấy mẹ, tìm dưới địa ngục cũng không thấy mẹ, thì cuối cùng mới nhìn thấy mẹ ở trên cái cột nhà đó. Cho nên mới đem cơm đến để dâng cúng cho mẹ mình, tại vì bị đầu thai làm quỷ đói do cái tâm bỏng sẻn, cho nên bị cái quả là làm quỷ đói. Nhưng mà cái lòng bỏng sẻn của bà chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật cho nên là che trở lại. Nhưng mà tâm bỏng sẻn thì bát cơm quá lửa. Thì cái việc, cái hình ảnh mà nói rằng, diễn dịch nói rằng bà sợ cái loài quỷ đói cướp giật bát cơm, cũng đồng nghĩa với việc bà sợ là khi bà chết đi thì cái gia tài sự sản này người khác hưởng mà con bà không hưởng được. Thì khi thấy được cái tâm bỏng sẻn và cố chấp của bà quá lớn như vậy, ngài Mục Kiền Liên mới về bạch với Phật để làm cái pháp nào đó để cứu người mẹ của mình. Thì bạch với Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn mới dạy rằng là cái tội nghiệp của bà Thanh Đề rất là nặng, mà không phải là một người, hai người hay là một mình ông mà cứu được. Thì thôi, sẵn nhân tiện sau 3 tháng an cư, ông thỉnh chư tăng về đó để ông làm cái pháp Vu Lan để cúng dường thập phương tăng, để cứu cho mẹ mình, siêu độ cho mẹ mình. Thì cái pháp Vu Lan mà Đức Phật chỉ cho ngài Mục Kiền Liên, và ngài Mục Kiền Liên đã tiếp nhận, đã thể hiện, đã làm, đó là gì? Trước tiên, ngài đứng ra tiếp nhận toàn bộ cái gia tài sử sản của cha mẹ mình đã để lại, đã giao phó. Thứ hai là cái tài sản của cái người xuất gia là chỉ có 3 y và 1 bình bát. Cho nên khi tiếp nhận xong rồi, ngài thỉnh 10 phương tăng về đem hết cái gia tài sử sản này chia ra cúng dường hết cho đại tăng. Thì cái hành động đó của ngài đó là để cho cái vong linh của bà Thanh Đề thấy rằng cái gia tài sự sản này không còn nữa, thì lấy đâu bà cố chấp. Ngày hôm nay nó của mình, nhưng mà khi mình chết đi, ngày mai nó sẽ trở thành của người khác. Mà khi trở thành sở hữu chủ của người khác thì họ sử dụng vào cái việc gì, đó là việc của họ đó. Rồi khi mà ngài Mục Kiền Liên xả được như vậy rồi, sau đó Đức Phật mới nói một cái bài pháp, mới thuyết một cái bài pháp là nói về sự cố chấp và nói về cái sự vô thường, nói về cái sự thay đổi. Thì cái vong nhân của bà Thanh Đề lúc đó, thứ nhất mới an lòng là đã giao phó được cái gia tài sự sản cho con của mình. Thứ hai là mới hiểu được cái sự vô thường, thay đổi, chuyển dịch của thế gian. Cho nên chính bà tự cởi trói được cho cái kiếp khổ đau của bà đang đối mặt, mà bà được nhẹ nhàng, được vãng sinh, được vãng sinh về cõi trời. Thì cái
cái mà chúng ta hiểu về cái pháp Vu Lan và cái việc mà chúng ta cúng dường trong cái mùa pháp Vu Lan là không phải là chỉ hiểu đơn thuần là Đức Phật sợ đệ tử xuất gia của mình đói thiếu mà nói cái pháp gì mà cứ chỉ cho chúng sinh là cúng dường để cho ăn không à, cúng dường để cho sử dụng không, là không phải. Chúng ta hiểu như thế là không đúng. Cho nên là quý Phật tử chúng ta hiểu qua pháp Vu Lan và chúng ta biết cúng dường trong cái mùa Vu Lan, đó là chúng ta thực tập cái hạnh gì? Đó là cái hạnh buông xả, cái đức buông xả của chúng ta. Thì qua cái việc làm đó của Ngài Mục Kiền Liên là cái tấm gương cao đẹp của một người con chí hiếu chí thảo. Ngoài việc lo cái con đường tâm linh cho mẹ mình mà bên cạnh đó còn chấp nhận xả bỏ hy sinh tất cả những cái tài sản gì sẵn có để cứu mẹ mình. Đó là một cái hình ảnh đẹp. Bởi vì là con người đó, trong đó kể cả chúng ta ngồi trong hội trường này, chưa chắc ai mà dám xả bỏ hết tất cả những tài sản của mình đó. Chưa chắc đó. Để làm một cái việc gì đó mà mình còn tính toán làm sao có 9 đồng rồi phải tính để cho được 10 đồng cho nó chẳng, để mình gửi vô ngân hàng, gửi vô nhà băng để cho nó trọn vẹn, rồi không dám đụng, không dám ăn, không dám tiêu nữa. Thấy không? Ở đó mà nói gọi là xả bỏ hết cái tài sản cho mất công. Cho nên cái việc làm của Ngài Mục Kiền Liên vì cái chữ hiếu mà làm như vậy, đó là một hành động tốt đẹp, được người người cung kính, được người người tôn trọng và chúng ta noi theo. Thì nhân trong cái mùa Vu Lan này, nhân cái việc làm hiếu hạnh của Bồ Tát Mục Kiền Liên mà Đức Phật mới nói luôn về cái công đức sanh thành dưỡng dục của cha mẹ lớn lao như thế nào, thông qua cái hình ảnh, cái suy nghĩ của một người mẹ đối với một người con, cái tình thương của một người mẹ đối với một người con. Cho nên mới có cái việc gọi là tính sao có lợi thì làm, không màng tội lỗi, bị giam bị cầm. Nghĩa là cái lòng thương của cha mẹ muốn cho con được tốt đẹp là chấp nhận mọi cái thiệt thòi, mọi cái khổ đau để có cái lợi ích cho con mình. Như bà Thanh Đề chỉ muốn giao phó lại cho con mà phải bị đọa vào trong cái loại là quỷ đó như vậy. Đó thì cũng trong cái ngày đó nói về công đức sanh thành dưỡng dục của cha mẹ rồi, thì Đức Phật và Chư Tăng mới hướng dẫn, rồi cái pháp đó mới truyền dạy cho đến thời của chúng ta. Cái mùa Vu Lan mình hoài niệm, mình nhớ đến cái công đức sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, mình nhớ tưởng đến cha mẹ để mình tri ân và mình báo ân. Cho nên được lưu truyền cho đến cái thời điểm của chúng ta, thời đại của chúng ta. Nhưng mà qua cái câu chuyện này, qua cái việc làm này, xin thưa với quý vị, chúng ta làm pháp Vu Lan, chúng ta hành pháp Vu Lan, nói rằng chúng ta đang báo hiếu cho cha mẹ, nhưng mà trên thực tế chúng ta, cái việc của chúng ta làm dành cho cha mẹ chỉ gián tiếp mà thôi. Còn cái việc đó của chúng ta làm là chúng ta đang làm trực tiếp cho bản thân chúng ta là chính. Tại sao vậy? Nó có hai lý do. Cái thứ nhất á, là mình nói rằng làm cho cha mẹ, nhưng mà cha mẹ chỉ là cái người được hưởng gián tiếp. Điều này Đức Phật đã khẳng định ở trong kinh Địa Tạng rồi. Chí thân như cha với con thì nghiệp lực của ai vẫn lãnh lấy của người đó, chứ không thể nào có thể chịu khổ thay nhau được. Quý vị có nghe đoạn này chưa? Nghe rồi phải không? Như vậy thì có nghĩa là cái nghiệp lực của người nào thì người đó phải tự chịu trách nhiệm cho chính mình. Còn bây giờ chúng ta làm cái việc để gọi là tri ân và báo ân cho cha mẹ. Cái ý nghĩa thứ hai là cái thật ra trực tiếp cho bản thân chúng ta là gì? Là về cái thứ nhất á, là bản thân này của chúng ta, tấm thân này của chúng ta có phải tự nhiên mà có không quý vị? Do cha và mẹ cho chúng ta, thân của chúng ta được tách ra từ núm ruột của mẹ. Và cái dòng máu này của chúng ta đang lưu chảy trong tim, đó chính là dòng máu của cha. Như vậy là cha mẹ cho chúng ta cái cuộc đời này. Như vậy
cái thân này của chúng ta cũng chính là một phần thân thể được tách ra từ cha và mẹ. Cho nên mình làm cái việc, làm cái việc phước thiện, cái việc công đức cho cha mẹ cũng chính là cho chính bản thân mình. Như vậy có trách nhiệm với bản thân mình nhờ cái duyên đó là làm cho cha mẹ, báo hiếu cha mẹ, thì như vậy chúng ta cũng chính đang làm cho bản thân của chúng ta. Do đó những cái pháp cúng dường, bố thí và những cái việc mà chúng ta thể hiện trong mùa Vu Lan báo hiếu gọi là pháp tri ân và báo ân, chúng ta làm được thì cái đó cũng là một pháp rất thiết thực mà chúng ta đang tự có cái trách nhiệm với bản thân của chúng ta. Chúng ta đang làm cho bản thân của chúng ta chứ không phải chúng ta chỉ làm cho cha mẹ mà thôi. Như vậy cái việc đó của chúng ta quý vị thấy có phước hay là không có phước, có lợi ích hay không có lợi ích, có giá trị hay không có giá trị, phải không? Cho nên là nếu mà cái người mà đặt cái câu hỏi mà cho rằng cái bài kinh Vu Lan không phải là do Phật nói, hay là nói cái bài kinh Vu Lan do Phật nói nhưng mà Phật chỉ thương cái người đệ tử của Ngài xuất gia không à, chứ là không có phải là thương cái người Phật tử tại gia, bởi vì cứ kêu chỉ rồi đâu không, cũng không phải là ít nữa. Ngoài cái việc mà gọi là lễ phẩm cúng dường ra thì bên cạnh đó là đồ ăn thì phải 100 món, mà trái cây thì phải 5 màu mới được, chứ ít cũng không được. Mà không phải là cho ăn không, mà còn phải là thao bồn, đèn đuốc, nhang dầu, giường nằm, niệm lót nữa, vân vân, đủ thứ chuyện hết. Như vậy là phải nói là một cái gánh nặng rất lớn cho người đệ tử tại gia, người Phật tử tại gia. Còn người Phật tử xuất gia sướng quá, phải không? Cho nên chúng ta không phải hiểu một cách tiêu cực như vậy, hoặc là chúng ta chỉ hiểu qua cái hình ảnh người ta dệt thành một cái tích truyện, một cái vở cải lương, mà chúng ta chỉ tiếp nhận ở góc độ đó thì coi như chúng ta chưa có đi vào ở trong cái ngôi nhà Phật Pháp được. Đó. Cho nên đó là cái niềm tin của chúng ta, nếu chúng ta chỉ tiếp nhận mà chúng ta không hiểu sâu thì chúng ta chỉ tiếp nhận được ở bên ngoài, rồi vô tình chúng ta lại bóp méo đi cái ý nghĩa sâu sắc cao thâm mà Đức Phật và Đạo Phật của chúng ta muốn truyền tải đến cho chúng sinh. Đó. Cho nên cái là quý vị nói đến đây đó thì quý vị mới thấy được cái giá trị của cái câu nói mà cổ nhân dạy là tu không học là tu tu mù, học mà không tu thì như cái đãi đựng đựng sách, phải không quý vị? Cho nên á là từ đây trở về sau là Phật tử mà chúng ta có đi dự lễ Vu Lan, chúng ta có nghe ai mà nói rằng cứ giải thích rằng bà Thanh Đề do tội chướng nặng nề cho nên chết bị đọa vào địa ngục, thân mình phải ngồi bằng trong, đầu đội chọi máu á, là chúng ta nên hiểu liền cái này là coi như chỉ mới có đứng ở ngoài cổng thôi chứ chưa thật là bước chân vô chùa, thấy không? Chưa phải bước chân vô chùa, mà bước chân vô chùa là chúng ta phải hiểu khác về cái pháp Vu Lan mà như nãy giờ chúng ta đã chia sẻ. Thì như chúng tôi đã nói, mình làm được điều đó, hiểu được như vậy thì cái giá trị của cái việc làm của chúng ta càng thấy có lợi ích hơn, càng tốt đẹp hơn trong cuộc đời này, thấy không quý vị? Góc độ thứ hai đó là có trách nhiệm với chính mình thì chúng ta cần phải có một niềm tin đúng đắn và sâu sắc. Thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới vừa đản sinh ở xứ Ấn Độ lúc bấy giờ đó là được ghi chép ở trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ, nói rằng nền tín ngưỡng đương thời tại Ấn Độ lúc bấy giờ có khoảng 96.000 vị thần linh, 96.000 vị thần linh. Mà về sau này các cái tôn giáo gọi là đa thần giáo đó thì lại cổ xí là tôn trọng, cung kính, cúng kiến rất nhiều các vị thần. Nhưng mà thưa quý vị, theo cái sự tìm hiểu của Thiện Tâm thì thấy rằng là sở dĩ mà có nhiều vị thần được dựng lên như vậy là bởi vì cái sự hiểu biết của con người lúc bấy giờ còn bị hạn chế.
Cho nên là thấy những cái hiện tượng nào của thiên nhiên, của vũ trụ mà bất thường thì lập tức họ cho đó là dấu hiệu của thần linh. Thần linh nổi giận. Cho nên là chúng ta thấy có cái gì? Nào là thần sấm, thần sét, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần lúa, mè, tre, lao, đá, bụi, rậm, sông, ngòi, thần nước, thần biển gì đó vân vân. Coi như là bước ra là gặp vị thần. Nhưng mà trên thực tế đó, về sau cái nền khoa học phát triển, thời đại của chúng ta khoa học phát triển, thì Đức Phật đã nói ở trong Kinh Bát Đại Nhân Giác là thế gian vô thường, quốc độ quy thí. Có nghĩa là những cái sự chuyển dịch, thay đổi, biến dị ở trên cái quả địa cầu của chúng ta là 24/24, lúc nào cũng có sự chuyển dịch hết. Cái chuyển dịch căn bản nhất đó là cái quả địa cầu luân chuyển chung quanh cái hệ mặt trời, thấy không? Rồi những cái mà vật chất ở trong cái quả địa cầu của chúng ta cũng được thay đổi, chuyển dịch bởi các cái yếu tố thay đổi của sinh học, cơ học, hóa học vân vân, tùy theo các loại vật chất mà nó thay đổi. Thì những cái sự thay đổi đó là một cái quy luật tất yếu, nó là một cái quy luật hẳn nhiên, chứ không có cái gì gọi là lạ cả, mà cũng không có một cái vị thần nào là chủ tể cả. Thì cái hệ quả của cái quan điểm, cái tư tưởng gọi là đa thần, cái gì cũng thần á, thì mới hình thành lên một cái tầng lớp gọi là tầng lớp trung gian, là cái tầng lớp cúng tế, tạo thêm một cái gánh nặng cho người dân là gì? Muốn làm cho thần vui thì phải nhờ cái cấp trung gian, đó là nhờ có người phải đứng ra cúng tế để năn nỉ, để thỏa hiệp, để trao đổi với lại các vị thần linh để cho người đó được bình an. Cho nên là cái truyền thống đa thần tạo nên một cái hiệu ứng, một cái tiêu cực, đó là hình thành nên một cái nhóm người à, một nhóm người gọi là thầy mo, thầy cúng, phải không? Mà những cái dân tộc, những cái bộ lạc đến thời điểm hiện nay trên quả địa cầu mà còn sống ở trong cái gọi là lạc hậu, thì cái truyền thống gọi là thầy mo này vẫn còn. Họ không có hiểu được cái khoa học kỹ thuật, cho nên là họ cứ cái gì cũng nương vào thầy mo hết, thầy cúng hết. Cho nên điều đó là cái điều mà chúng ta thấy được, hiểu được. Nếu cái niềm tin của chúng ta mà không vững và không đúng thì chúng ta tự hại bản thân của mình, tự làm mất đi cái giá trị cao đẹp của bản thân, của chính mình đó. Còn ngược lại, đối với cái quan điểm đa thần thì có cái quan điểm nhất thần. Quan điểm nhất thần có nghĩa là xác lập cho rằng trên cõi đời này duy nhất chỉ có một thượng đế là tối thượng, được cổ suý rất nhiều tư tưởng trong các tôn giáo lớn, trong đó có chính thống giáo nè, rồi anh giáo nè, đó vân vân. Quan điểm nhất thần cho rằng cái sự ra đi của một con người, cái sự chết đi của một con người là một dấu chấm hết. Và hai cái con đường mà con người sau khi chết phải đi, một là lên thiên đàng, hai là xuống dưới địa ngục, quả ngục mà thôi. Mà muốn lên được thiên đàng thì phải làm gì? Phải làm cho Thượng Đế vui, phải không? Làm cho Thượng Đế vui. Mà muốn làm cho Thượng Đế vui đó thì Thượng Đế mới đưa ra những cái điều kiện, các ông phải làm như vậy là ta mới vui, thì khi chết các ông mới được lên thiên đàng. Còn ngược lại thì ông phải xuống dưới quả ngục. Thì thưa quý vị, cái hệ quả của cái chủ trương về nhất thần như vậy đó, cái hệ quả là cái điều kiện để cho con người, để cho cái người đó được trực tiếp làm các cái việc công đức, trang bị các cái việc công đức, chuẩn bị các cái việc công đức cho mình bị hạn chế. Tại vì chỉ cần làm cho Thượng Đế vui là đủ, đâu có cần thiết phải trang bị, chuẩn bị cho mình những cái hành trang, hay là đâu có cần mở cái tài khoản vô hình, cái tài khoản công đức cho mình, nên đâu cần làm gì đâu, chỉ làm Thượng Đế vui là được về thiên đàng thôi, là đủ rồi. Cho nên là chỉ sống bảo thủ cho riêng bản thân mình,
mà không biết trang rải cái niềm thương đó đến cho bất kỳ ai. Nhưng mà theo quan điểm của đạo Phật của chúng ta thì như thế nào quý vị? Con người khi chết đi không phải là một dấu chấm hết, mà là con người khi chết đi có nghĩa là bắt đầu thay đổi cái thân này, bắt đầu cho một cái sự sống mới và một kiếp sống mới. Điều này trong Quy Sơn Cảnh Sách, Tổ Quy Sơn có nói rằng nhất sát na gian, nghĩa là khi chúng ta chấm dứt cái đời sống của cái kiếp sống con người này chỉ trong một sát na, là cái thần thức của chúng ta đã chuyển sang cái đời khác, đã đi thọ sinh ở cái đời khác rồi đó. Đã thọ sinh ở đời khác chỉ trong một sát na thôi. Cho nên cái việc mà chúng ta chấm dứt cái sự sống này không có nghĩa là hết. Và cái hành trang, cái gia tài của cái người đó chuyển đến cái nơi khác duy nhất chỉ là gì? Đó chính là cái nghiệp lực, nghiệp lành và nghiệp dữ tương ứng vào cái kết quả đó mà đi thọ sinh ở cái cảnh giới nó phù hợp với lại cái kết quả của mình mà thôi. Chính vì vậy mà trên cái quả địa cầu của chúng ta có những hiện tượng hàng trăm, thậm chí hàng nghìn, hàng triệu các cái hiện tượng gọi là thần đồng. Nếu mà không có cái sự bảo lưu từ nhiều đời, nhiều kiếp trước á, thì làm sao có những cái hiện tượng gọi là thần đồng xuất hiện quý vị? Có những trẻ đó là mới vừa sinh ra vài tuổi thôi, chỉ cần đọc qua một quyển sách vật lý, đọc qua một quyển sách y học, hay là đọc qua một cái quyển văn thơ nào đó thì các em đều nhớ vanh vách, học một mà hiểu tới 100 lượt. Thì người ta lại xác định đó là hiện tượng của thần đồng. Nhưng mà cái hiện tượng của thần đồng đó là gì? So sánh với lại học thuyết nghiệp ở trong đạo Phật của chúng ta, học thuyết luân hồi chuyển hóa trong đạo Phật của chúng ta thì có cái sự lưu truyền bảo lưu từ cái kết quả của đời này dẫn đến cái đời sau của chúng ta. Thì qua cái quan điểm này đó thì chúng ta thấy là khi chết không ai mà rảnh ở không để làm cái hồn ma bóng quế mà dựa cái người này nhập cái người kia. Cái này nói hơi đụng chạm nhiều à, nhưng mà mình nói về cái quan điểm căn cơ, căn bản của giáo lý đạo Phật thì chúng ta cũng không phải sợ. Bởi vì quý Phật tử chúng ta cũng phải cần có cái chánh kiến đó. Tại vì sao? Tại vì Đức Phật đã nói là mỗi người chịu trách nhiệm cái nghiệp của mình. Cho nên khi chết rồi, cái thần thức của người đó, một là phải tranh thủ lo đi thọ sinh đời khác, hai là giàu không muốn đi nhưng mà cái trách nhiệm của mình phải đi theo cái dòng chảy của nghiệp lực. Cho nên là cái người đó khi chết đi trễ lắm là 10 tháng sau là người đó đã đầu thai qua kiếp khác rồi. Trễ lắm 10 tháng có nghĩa là khi chết thì cái sát na nó tắt thở đó, cái thân này tắt thở thì cái sát na nó đầu thai vào bào thai mẹ mới. Thì khi đầu thai vào bào thai mẹ thì 10 tháng sau thì ra đời thành kiếp sống mới rồi, phải không? Cho nên nó nói đến chỗ này đó thì ở trong cái bản kinh Vu Lan mình thấy là Đức Phật cũng là một nhà khoa học đại tài, thấy cái đống xương khô và xác nhận rằng đống xương khô này có thể là thân ta và có thể là kẻ đã sinh ta, cho nên dồn thành đống xương khô đó. Thì quả thật như vậy quý vị, học thuyết nghiệp nằm ngay chỗ đó quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì là đôi khi hiện tại này chúng ta đang làm ông bà, làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà, nhưng mà một giây nào đó, một phút nào đó vô thường đã đến, ta chết đi. Rồi 10 tháng sau ta trở lại thành cháu nội, cháu ngoại, cháu cố ở trong cái gia đình đó không chừng. Cho nên cái việc luân hồi đó thay đổi, nó quyến chuyển, bỏ cái thân này để mặc cái áo khác, đó là điều tất yếu. Cho nên cái việc mà gọi là có linh hồn để làm những cái hồn ma đầu thai trở lại để thành ma, rồi theo đeo bám một người nào đó để phá quấy một người nào đó để nói lên cái điều gì, thì thật ra là cái việc này trên xã hội của chúng ta có, đang tồn tại, được mọi người chấp nhận.
nhưng mà về để xác thực cái việc này đúng hay sai là chưa ai xác thực được hết đó. Rồi cho nói rằng ma nhập ma dựa lên nói như thế này như thế khác, nhiều khi nghe là sợ rầm rầm, bởi vì á những trường hợp đó luôn luôn hù, luôn luôn á là kèm theo cái hù, nếu không làm theo thì sẽ bị như thế này nè, ABC vậy nè đó. Còn làm theo đó thì mới được, tin theo thì mới thoát, còn không tin đó thì không thoát. Cho nên đó là cái tâm lý chúng ta, cái người nào mà không có niềm tin vững chắc thì sao quý vị? Sợ, rồi bị chi phối, rồi ngã, rồi cái làm theo, rồi lâu ngày nó trở thành cái quen. Còn cái thực hay là không thực chưa có ai chứng minh được cả, bản thân chúng ta cũng chưa chứng minh được. Cho nên đó là những cái vấn nạn và những cái điều mà là người Phật tử chúng ta phải cần nên tránh. Đó. Giống như chúng tôi cũng có cái tâm đắc một cái câu mà lúc chúng tôi còn học ở trường đó, trưởng lão hòa thượng pháp sư Thích Từ Thông đó, ngài có nói rằng chết bị đọa xuống địa ngục, bị quỷ sứ cưa hai nấu dầu đốt lửa đỏ cháy nướng cái thân này đó, thì ngài mới hỏi rằng nếu cái người những cái loài quỷ sứ mà hành hạ tội nhân như vậy đó thì là ai là cái người sẽ hành hạ lại cái loài quỷ sứ đó? Tại quỷ sứ này đánh người ta nè, đập người ta nè, thì ai là cái người sẽ đánh đập lại cái quỷ sứ đó? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái việc của người ta, người ta tạo tội là của người ta, ta sẽ chịu trách nhiệm cái việc của người ta đó. Thì đó là quỷ sứ ăn cơm nhà đi lo chuyện thiên hạ để làm cái gì đó? Rồi Diêm Vương ngồi không đó, rồi tiền ở đâu mà trả lương cho quỷ sứ đi quánh người, đi đánh người, đi đập người đó. Cho nên là cái cảnh giới địa ngục là hoàn toàn không có trên cơ sở vật chất. Tôi tâm đắc chỗ này quý vị. Thật ra là cái địa ngục khổ đau đó là do cái nghiệp lực của bản thân chúng ta, mình phải chấp nhận nè đó. Chứ đâu phải là có một cái cảnh giới chung xuống dưới lòng đất, rồi có một cái tầng đó mà có những cái người thực thi pháp lực để làm cái việc đó, là chúng ta nghe rất là mơ hồ. Nhưng mà tại sao xã hội chấp nhận? Bởi vì cái đó là cái điều kiện gọi là, như Kinh Pháp Hoa gọi là phương tiện thiện xảo để làm gì? Để giáo dục, để răn đe, dùng cái hình ảnh sợ hãi để giáo dục cho con người ý thức được sợ cái điều đó. Muốn tránh cái điều đó thì phải làm điều tốt. Cho nên chúng ta hiểu đúng đắn là chúng ta hiểu cái việc đó, xác định cái việc đó là một cái khuôn khổ, một cái cách để cho chúng ta tu rèn luyện mình thôi, chứ không phải cái đó là cứu cánh, không phải cái đó là sự thật. Người có hiểu chánh kiến, có trách nhiệm với bản thân mình, có cái niềm tin chân chính thì chúng ta phải có niềm tin đúng như vậy, thấy không? Chứ còn không phải đợi mà khi mà chúng ta chết đi rồi chúng ta phải chịu lăn ở trong cái cảnh đó, không phải. Mà là cái địa ngục hay là thọ sinh vào cái cảnh giới nào là nó tương ứng với lại cái nghiệp lực của chúng ta. Khi chúng ta còn sống đây, chúng ta đã tạo, chúng ta đã gieo. Thì như nãy lúc đầu chúng tôi nói với quý vị, tại sao mà chúng ta làm cái việc bố thí chẳng bằng làm các việc phước thiện? Chủ yếu là ở xuất phát từ cái tâm của chúng ta là chính. Quan trọng từ cái tâm của chúng ta đã phát như thế nào. Chúng ta đừng đặt nặng vấn đề ở cái vật mà của chúng ta đã cho. Bởi vì cái vật của chúng ta đã cho nó chỉ hữu hạn thôi, còn cái tâm của chúng ta mới là vô hạn. Cho nên đối với bản thân chúng tôi và kể cả quý vị cũng vậy. Ví dụ như chúng ta có phát tâm để làm một cái công việc phước thiện nào đó, muốn giúp đỡ một ai đó, thì chúng ta phải xuất phát từ cái tâm của mình. Mà muốn kích thích được cái tâm của mình được thuần thục thì chúng ta cần phải nên trực tiếp chúng ta làm. Có nghĩa là chúng ta phải đến. Tại sao vậy? Không, chúng ta đừng hiểu rằng mình làm việc đó chỉ cần mình có tiền mình bỏ ra là đủ. Lâu ngày cái tâm của chúng ta sẽ bị mai một. Tại vì sao? Tại vì những cái hình ảnh thực tế đó nó không có đánh vào trong cái thâm tâm của chúng ta được. Mình cứ nghĩ ai kêu gọi, mình có tâm, mình gửi tiền
mình đóng góp, mình ủng hộ là đủ. Nhưng mà không đủ đâu quý vị. Nó chỉ giới hạn ở ngay cái việc chúng ta làm, mà nó không có đánh thức được cái tiềm năng ở trong cái tâm của chúng ta. Chúng ta phải trực tiếp đến đó chúng ta làm, nó mới có giá trị. Không phải là mình tin tưởng hay là không tin tưởng, nhưng mà khi chúng ta đối diện trực tiếp được với lại cái đối tượng mà chúng ta đang giúp đỡ, thì cái giá trị đó của chúng ta mới cảm nhận được qua hai phạm trù. Cái phạm trù thứ nhất, thấy người ta quá khổ thì mới thấy được cái món quà của chúng ta này cho nè, giàu 5 triệu, 3 triệu, 2 triệu nhưng mà thật ra nó rất là nhỏ, giống như một giọt nước mà đem nhỏ xuống dưới sông thôi. Đó. Cái điều thứ hai là bằng cái hình ảnh thực tế khó khăn đó của người ta, thông qua cái việc làm đó đánh thức lại được cái tâm của chúng ta. Đó, thì chúng ta có thể phát nhiều hơn nữa và thấy cái vật chất đó của chúng ta làm nó nhỏ bé đi. Chứ còn là nghe chương trình mình ủng hộ 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu, 100 triệu thì lúc đó cái tâm của chúng ta nó chỉ có, nó không có in được cái hình ảnh của cái người, mọi người đang đau khổ, mà nó chỉ in trong tâm của chúng ta là ủng hộ 100 triệu không à. Đó, thì cái hệ quả là gì? Cái tâm của chúng ta tốt đẹp ban đầu không được nuôi lên, không được nuôi lớn, không được phát triển, mà là cái bản ngã vô tình nó lại làm cái thức ăn cho bản ngã, càng ngày nó càng tăng trưởng. Cho nên cái hệ quả của nó sẽ không có được đi đúng đường, không được tốt đẹp lắm. Đó, cho nên chúng ta phải làm là xuất phát từ ngay chỗ cái tâm của chúng ta là chính. Cái tâm nặng hơn cái bậc thì giờ đó chúng ta mới có được cái kết quả tốt. Cái điều đó chính là chúng ta làm cái điều đó giống như chúng ta đang mở một cái tài khoản vô hình, một cái tài khoản công đức vô hình tự cho bản thân mình thôi, chứ không phải cho ai cả đâu quý vị. Và cái điều đó Đức Phật đã xác định cho chúng ta là nằm ở trong cái luật của nhân quả. Dầu cho chúng ta tạo cái việc đó mà mình không muốn nhận cái kết quả đi chăng nữa, thì khi duyên đủ, quả trổ, chúng ta vẫn tiếp nhận. Thì tương quan việc ác cũng thế, đâu có ai mà làm việc ác mà muốn nhận cái hậu quả ác đâu, phải không quý vị? Mặc dù làm ác nhưng mà quả ác thì không muốn nhận, nó ngặt nghèo vậy đó. Muốn nhận cái thiện không à, nhưng mà đâu có được. Tại vì cái quả mình, cái nhân mình không có, mình không tạo, mình không gieo, thì làm gì có cái quả, cái quả tốt mà mình nhận được, phải không? Nó không sớm thì muộn, không ngày hôm nay thì cũng ngày mai cũng sẽ đến, chứ không có phải ở đâu xa cả. Cho nên là mình có cái niềm tin sâu sắc. Đó là gì? Phải hiểu và ý thức được rằng cái quy luật nhân quả tất yếu trên cõi đời này là tự mình phải biết trang bị cho bản thân mình, và chính vì thế cũng tự mình mang theo cái gì đó tốt đẹp của mình mà thôi. Đó. Do đó mà cái việc mà chúng ta giàu cho có chết đi, có chấm dứt một cái cuộc đời này, thì cái điều đó cũng chỉ là chúng ta bắt đầu cho sự nghiệp của một kiếp sống mới, của một cái đời sống mới, chứ không phải là cái việc chết đi của chúng ta là một dấu chấm hết. Cho nên quý vị thấy, tin nếu chúng ta không có cái niềm tin vững chắc á, thì một là chúng ta sẽ bị lôi cuốn vào cái niềm tin của nhất thần, tức là chỉ có Thượng Đế là duy nhất, là quyết định tất cả. Thì cái cơ hội để cho chúng ta tự trang bị cái năng lượng, tự huân tập cho bản thân mình bị hạn chế, không có điều kiện. Mình chỉ lo cho Thượng Đế không à, chứ đâu có lo cho bản thân mình, phải không? Còn chúng ta bị lôi cuốn, nghiêng ngả vào cái quan điểm gọi là đa thần, cái gì mình cũng sợ hết, rồi là vô tình, thì chúng ta làm sao quý vị? Chúng ta không có trang bị được cho bản thân mình, mà chúng ta chỉ sống ở trong cái việc sợ hãi bằng cái sự lôi cuốn của người khác. Rồi lâu ngày, dài tháng, chúng ta sẽ dần bị mất đi cái niềm tin chân chính để làm cái việc chân chính. Có cái một cái vấn nạn thực tế là trong xã hội Việt Nam của chúng ta, người Phật tử Việt Nam của chúng ta, chứ cô không đâu xa cả,
thấy vậy đi chùa, lễ Phật, cầu kinh, nghe pháp đều đều. Nhưng mà ở cái nơi nào đó quyền bí, mờ ám thì chúng ta cũng dễ sợ hãi nghiêng ngả theo đó, thấy không? Dễ sợ hãi nghiêng ngả theo, nghe hù cái là sợ liền đó, rồi chạy theo đạo này đạo kia, mẫu này mẫu nọ, thấy không? Rồi ông thánh này bà thánh kia, vân vân, đủ thứ việc hết. Mà có những cái mà đau lòng nhất á, mà cái điều thực tế quý vị, thí dụ như là người Phật tử bị yếu mềm do cái niềm tin và cái sự hiểu biết hạn chế không nói, nhưng mà cũng không ít những trường hợp trong đó có cả tầng lớp xuất gia đó, về kiến thức Phật pháp không vững, lại cổ xí theo những cái hình ảnh gọi là tạm gọi là mê tín dị đoan đó, để mà phát triển, để mà truyền bá, để làm một cái phương tiện để truyền bá, thì đó là một cái điều chúng ta có lỗi với Phật rất lớn. Con của Phật mà chúng ta không có làm theo đúng những cái điều mà Đức Phật đã dạy, không có xây dựng cái niềm tin đúng mà Đức Phật đã muốn truyền cho chúng ta. Cho nên bây giờ trang bị cũng có cái niềm tin đúng đắn cho chính mình, phải tránh được cái niềm tin theo cái quan điểm của đa thần mà như chúng tôi đã chia sẻ với quý vị. Phải khắc phục và hạn chế được, cũng không rơi vào cái quan điểm gọi là nhất thần, duy nhất chỉ là Thượng Đế quyết định hết tất cả, mà là chúng ta có niềm tin sâu sắc theo Phật. Đó là gì? Tự bản thân chúng ta quyết định cho cái vận mệnh, cái cuộc đời của chúng ta, đó là đi theo vòng quy định của nghiệp, nghiệp lực mà thôi. Muốn như vậy thì chúng ta phải tự trang bị cho mình bằng nhiều cách, bằng nhiều phương pháp đó, thì giờ đó nó mới có kết quả đó, đó là cái yếu tố thứ hai. Cái yếu tố thứ ba đó là chúng ta cần phải có cái phương pháp, cần phải chọn phương pháp thực hành cho phù hợp. Khi mình đã hiểu rồi thì bây giờ mình phải thực hành, mình tu tập, mình nói rằng mình tu tập, mình nói rằng mình hành đạo thì mình phải thực hành. Cũng giống như hồi nãy Thiện Tâm đã chia sẻ với quý vị, mình muốn giúp người khác thì trước tiên mình phải trang bị cái năng lực của mình cho vững, mình mới có thể cứu người khác được. Thì ở đây cũng thế, chúng ta muốn có được kết quả thì chúng ta phải thực hành. Mà thực hành chúng ta phải chọn cái phương pháp thực hành cho phù hợp, chứ không phải là mình thấy người ta làm điều đó tốt rồi mình cũng bắt chước làm y vậy mà nó sẽ tốt đâu, mà nhiều khi nó tác hại nữa đó. Giống như là bây giờ mình thấy người ta xây ngôi nhà đẹp, nhà lầu cao 5-7 tầng, bây giờ mình thấy như vậy đầy đủ tiện nghi, tốt, và mình cũng muốn là được cái ngôi nhà, xây dựng ngôi nhà 5-7 tầng, mà trong khi đó mình không biết là cái năng lực tài chính của mình đến đâu. Cái năng lực tài chính của người ta 10, cái năng lực tài chính của mình có 1 thôi, thì mình đòi xây dựng cái ngôi nhà bằng người ta thì kết quả có tốt không quý vị? Kết chẳng những kết quả không tốt mà còn xấu nữa, thậm chí rất xấu nữa. Cái năng lực của mình kém mà mình lại là muốn bằng cho người ta, muốn xây nhà bằng người ta thì phải sao? Phải đi vay đầu này, đi mượn đầu khác. Kết quả một thời gian cái ngôi nhà đó chẳng những không còn mà còn nợ nần chồng chất nữa quý vị. Thì cái việc mà tu tập và hành trì của chúng ta cũng như thế. Bây giờ mình chọn thực hành cái phương pháp bố thí, mà trong khi đó nhà mình sáng thì không có gạo nấu, chiều con không có cơm ăn, thì bây giờ mình chọn phương pháp đi giúp đỡ, đi bố thí người khác, bố thí được cái gì? Mình không có thì lấy gì mình bố thí, phải không? Còn thực hành cái hạnh buông xả, nói là buông đi, xả đi, bỏ đi, đừng chấp nữa. Cái gì mình nắm ở trong tay, có trong tay thì mình buông xuống mới gọi là buông được. Còn trong tay mình không có cái gì kia buông cái gì, không lẽ mình buông cái hư không? Có những người không có gì hết, cứ nói là tôi buông hết rồi, tôi xả hết rồi, nhưng mà trên thực tế nói, ủa có cái gì mà buông, có cái gì đâu mà xả, giờ không buông nó cũng không có nữa, tại cái bản chất nó là không có, phải không? Cho nên là muốn chọn được cái hạnh buông xả, thực tập cái hạnh buông xả, thì trước tiên chúng ta phải làm sao? Phải thấy được rõ là chúng ta đã có cái gì, đã vướng cái gì, đã mắc cái gì, thì
thì chúng ta mới bỏ cái đó được. Còn chưa thấy là chúng ta chưa có. Như vậy nói các cái vấn đề, những vấn đề mà thầy vừa đưa ra đó, thì quý vị thấy vậy, mình tu cái gì bây giờ? Tu làm sao được? Thấy không? Cho nên cái việc mà chúng ta chọn phương pháp thực hành, nó đòi hỏi là chúng ta phải thật sự có trí tuệ đúng đắn, nhìn nhận đúng đắn để chúng ta chọn cái phương pháp để chúng ta thực hành. Ví dụ như bây giờ cái điều kiện của chúng ta bây giờ ở nhà còn công việc làm ăn, thậm chí có những người già đó thì giờ còn phải giữ cháu cho con đi làm, cái đó là thực tế thôi quý vị, phải không ạ? Cho nên là cái việc mà gọi là giờ chọn phương pháp thực hành bằng cách là ngồi đó chỉ tụng kinh gõ mõ hay là chỉ đi vào chùa để tụng kinh gõ mõ, thì cái điều đó là nó không có thiết thực nè. Về mặt hiện tượng, về mặt điều kiện, thực tế ở ngoài là nó không thiết thực rồi, phải không? Thì giờ nếu trong trường hợp đó chúng ta muốn tu tập, chúng ta muốn hành trì thì chúng ta phải làm sao? Mình phải tự sắp xếp cái thời gian cho mình, tự lên cái lịch thời gian cho mình, phải không? Bởi vì tất cả các pháp trên thế gian này đều là Phật pháp hết đó. Chúng ta khởi một niệm tốt đã là Phật pháp rồi. Chúng ta làm được một việc lành thì việc đó đã là Phật pháp rồi. Chứ không có nghĩa là trong cái hoàn cảnh bối cảnh của chúng ta như vậy mà chúng ta phải ngồi đó gõ mõ tụng kinh, mặc ở bên ngoài trời mưa giông gió bão, mặc ở ngoài thế sự xã hội hỗn loạn nhiễu nhương, chúng ta ngồi đó chúng ta liêm diêm là không phải. Đó không phải là phương pháp thực hành của người tu. Cho nên là cái quan điểm mà người ta, một cái giai đoạn mà người ta bài xích tín đồ của đạo Phật mình là gì? Ngồi nhà mát ăn bát vàng á, là họ lợi dụng vào ngay cái hình ảnh này mà họ nói đó. Nhiều khi họ nói là mình nghe nó đau thiệt, nhưng mà nếu chúng ta không chọn đúng phương pháp á, đôi khi đó nó trở thành đúng đó quý vị đó, đôi khi đó trở thành đúng. Một vết thương không ai muốn vết thương cả, nhưng mà vết thương đó mình phải trị. Nhưng mà đôi khi cái vết thương đó dầu cho vô tình hay cố ý, nhưng vết thương đó cái kết quả hiện tại của nó là cái gì? Đó là đau. Và cái trách nhiệm của chúng ta là gì? Phải điều trị. Chúng ta phải thấy được cái vết thương đó, chứ đừng nói rằng cái vết thương này do vô tình mà bị, cho nên để cho nó vô tình tự nhiên nó hết là không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Không bao giờ có chuyện đó. Mình phải trị nó mới hết. Vết thương nó bằng như thế nào mình không cần biết. Thì còn chúng ta cũng thế, chọn phương pháp tu hành cũng vậy. Mình phải có chánh kiến, phải có trí tuệ, chọn cái phương pháp, cái cách nào nó phù hợp với mình. Gặp cái người, người ta như chúng tôi nói đó, cơm buổi sáng ăn phải lo buổi chiều, thấy không? Áo mặc, quần mặc còn chưa đủ nữa, mà mình cứ rủ người đó và mình kêu gọi người đó và hướng dẫn cái người đó phải tu tập cái hạnh bố thí đi, buông xả đi, giúp đỡ người nghèo đi, tại bản thân của họ là có ai nghèo hơn nữa đâu mà giúp, thấy không? Cho nên là chúng ta phải chọn cái điều kiện thực tế. Còn bây giờ đó, trong đạo tràng của chúng ta đó, các cụ đa phần u 60-70 không à, thấy không? Bữa nay buổi sáng thì đau đầu, buổi chiều thì đau vai, buổi tối thì đau lưng đó. Đi lên, bước chân lên cầu thang là phải có người đỡ, mà kêu giờ thôi giờ ráng ngồi thiền đi, ngày 1 tiếng thì lên mây, 2 tiếng thì lên Phật, làm sao ngồi cho nổi? Như vậy là hết cơ hội tu rồi. Tại vì đâu có làm sao mà ngồi được 1-2 tiếng, 2-3 tiếng. Mà nếu như vậy trong hoàn cảnh đó thì chúng ta chọn cái phương pháp tu tập như thế nào, nó phải phù hợp với mình thì nó tốt hơn đó. Bởi vì một câu, một niệm, một suy nghĩ tốt, một hành động nhỏ thì đó cũng chính là cái việc đang trang bị công đức cho mình rồi, phải không? Đó, cho nên đó là cái việc chọn cái con đường tu, chọn cái phương pháp tu, chọn cái phương pháp thực hành và bắt buộc mình phải thực hành thì chúng ta mới có kết quả, chứ chúng ta không có nói không. Đó. Vô tình đó, chúng ta như thế này quý vị, tổ chức chương trình tu học cho người khác tu, nhưng mà bản thân mình không có tu. Đó. Có nghĩa là mình tổ chức, mình kêu gọi, mình mời gọi mọi người tới, rồi yêu cầu người ta đưa ra chương trình phải tu như thế này nè, A, B, C, giờ này làm cái này, giờ kia làm cái kia, mà bản thân mình không có làm, thì vậy có kết quả không? Trong Kinh Pháp Cú Đức Phật nói rằng như bông hoa tươi đẹp có sắc lại thêm hương, cũng vậy người nói pháp có làm có kết quả. Thì người nói pháp hay là người hiểu pháp,
nói hay là hiểu là chỉ mới ở cái mức độ hiểu và nói mà thôi, còn kết quả là chưa. Mà muốn có kết quả là phải hành. Chúng tôi cũng có gặp những trường hợp á, quý Phật tử nói rằng con tổ chức xe hỗ trợ đạo tràng, tổ chức các cái chương trình tu học để làm các công việc Phật sự, mà con yêu cầu mọi người là cũng như chỉ cộng tác vào cái việc đó thôi, để cho cái chương trình nó tốt, cái nội dung tu học nó tốt thôi, mà làm cũng không có làm theo nữa. Suy nghĩ thì không sai, nhưng mà điều đó là vô hình chung tự tạo cho mình một cái hố sâu. Đó là gì? Như vậy là cái kết quả cái việc làm đó của mình là muốn mọi người làm theo mình thôi, làm theo tư tưởng mình chứ đâu phải là tu tập, làm theo ý niệm suy nghĩ của mình chứ đâu phải là tu tập. Còn tu tập là mỗi người phải có một cái trách nhiệm với bản thân của chính mình, tu tập cái gì, hành trì cái gì. Còn cái người làm ra điều đó, thậm chí người hướng dẫn cái việc tu tập đó cũng chỉ là người chỉ đường. Và mỗi người sẽ có một cái phương pháp tu tập, huân tập, cảm nhận riêng. Thì giờ đó là mới thấy được cái giá trị và cái kết quả riêng, mới đúng cái ý nghĩa của cái người làm đạo, của cái người hướng dẫn đạo được. Đó, cho nên là quý vị biết, nếu gặp những cái trường hợp, chúng ta gặp những trường hợp mà quý cô bác Phật tử nào đó cứ đặt vấn đề tôi tổ chức cho, tôi tạo điều kiện cho này kia nọ, đầu nói là khoan đi, từ từ, tự tạo điều kiện cho mình trước đi. Nếu chúng ta có thì chúng ta bỏ, còn chúng ta thấy ai có thì mình nên khuyên, mình nên khuyên họ, mình nên giúp họ. À, cái chuyện điều mà mình khuyên họ, mình giúp họ bằng cái tâm tốt á, đúng thời á, đúng lúc á, thì giống như Kinh Pháp Hoa có nói đó, là cái người tạo điều kiện giúp đỡ cho cái người khác, thậm chí đến người thứ 50 để được nghe Pháp, học Pháp, hiểu Pháp và hành trì Phật Pháp á, thì cái người thứ 50 và cái người đầu tiên đó sẽ được cái công đức ngang nhau, cái người hướng dẫn đó sẽ được công đức ngang nhau. Thì giờ chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng nghĩ như thế đó. Nhưng mà chúng ta phải đúng thời, bởi vì ai cũng còn là phàm phu hết á, chưa có ai chứng thánh hết đó quý vị. Nếu mà chúng ta góp ý, chúng ta xây dựng, mặc dù cái ý tốt nhưng mà không đúng thời cũng vẫn phản tác dụng như thường. Giống như biết rằng pháp tu mà chúng ta chọn cái phương pháp không phù hợp với bản thân mình thì vẫn bị phản tác dụng như thường đó. Cho nên là đòi hỏi chúng ta phải có cái phương tiện khéo léo để uyển chuyển nó mới được, thấy không? Ví dụ như bây giờ mình nói là mình giúp đỡ người ta, mà giữa bàn quan thiên hạ mình đi nói cái điều đó thì vô tình động chạm đến cái bản ngã sâu sắc của người ta, thì người ta có đủ cái lý trí và bình tĩnh tiếp nhận cái lời chia sẻ của mình không quý vị? Không đủ. Tại vì bản chất á, mình muốn xây dựng họ là tại vì họ đã sai rồi, họ sai rồi mình mới xây dựng, đúng không? Mà bản chất của họ đã sai rồi thì giờ đó cái lý trí để định hướng đúng á, đâu có. Cho nên nếu mình nói không khéo, mình xây dựng không khéo á, là cái sai đó nó sẽ càng tăng trưởng hơn nữa. Cho nên đòi hỏi chúng ta phải có một cái nghệ thuật trong việc tu tập á, cũng vậy, nhắc tới nhắc lui nhiều lần cũng vậy. Mình nay ốm mai đau mà giờ cứ kêu đó, cứ ngồi thiền đi, ngồi đó là tụng kinh đi, mình ngồi mình quẹo bên đây, mình nghiêng bên nọ, mình bóp bên kia đó. Nhiều khi mình ngồi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình ngồi mình quán tưởng mà ở dưới giò mình đau quá, mình ngay ra cái miệng thì niệm mà cái tay thì bóp ở cái giò, ở cái cẳng mình đó. Thì khi cái miệng mình niệm, cái tay mình bóp, mà vì sao mình biết cái chỗ đau đó? Phải có cái sự nhận thức không? Rồi cái nguyên nhân nào mà nó thúc đẩy mình, nó điều khiển mình là phải đưa cái tay xuống để xoa cái chỗ đau đó, có phải là ý thức không? Nó điều khiển. Như vậy là cái lúc mình niệm đó, cái miệng thì A-di-đà Phật, nhưng mà cái tâm của mình là A-di-đà đau, chứ không phải là A-di-đà Phật. Có nghĩa cái tâm của mình nó nghiêng vào ngay cái chỗ đau đó, thì như vậy là cái pháp đó nó chưa phù hợp với mình, nó không đúng với mình. Cái đó là cái nguyên nhân vì sao mà người ta tu một ngày, tu chín kiếp nhưng mà ngộ nhất thời, mà còn chúng ta thì tu chín thời nhưng mà một kiếp cũng chưa ngộ được. Tại sao nó lại ngược lại như vậy? Là do cái chúng ta chưa thấy được, chưa hiểu được, chưa xác định được chúng ta đang ở vị trí nào và cần phải hành trì cái gì, cần phải tu tập cái gì. Đó. Người nào hay sân si, hay nóng giận, hay bực tức, hay khó chịu vì những lời nói của người khác, thì mình phải biết đó là cái bệnh của mình,
là cái bản ngã nó quá to, cho nên nó mới dẫn đến cái sân nhiều. Cái người sân ít thì cái bản ngã nó sẽ ít mà thôi. Cái người cố chấp ít thì cái bản ngã nó ít mà thôi. Chúng ta không khéo á, cái hành trang của chúng ta á, không phải là đạo lý, mà là cái hành trang ở trong bụng của chúng ta đó là cái gì? Tại bị, vì sao vậy? Hết lý do này tới lý do kia. Để làm gì? Để thế trí biện thông, biện hộ cho những hành động của mình. Sân hận đùng đùng nổi lên, hỏi mình người tu mình không nên phải sân hận như vậy nhiều, mình phải từ bi buông xả. Làm như vậy thì tại sao mà tôi không giận được? Cuối cùng cũng tại sao? Xài suốt đời mà xài hỏng hết đó. Xài công đức thì xài càng ngày càng cạn, nhưng mà những cái đó đó mình coi như xài liên tục, mà xài nhiêu thì nó sinh ra bao nhiêu đó. Cái đó là chúng ta có cái lỗi. Cái đó là chúng ta chưa thật sự có trách nhiệm với lại chính bản thân của mình. Cho nên cái nội dung của ngày hôm nay mà Thiện Tâm chia sẻ với quý vị đó, chúng ta có trách nhiệm sống trên cõi đời này, ở bất cứ vai trò nào, vị trí nào, thì mỗi người chúng ta cần phải có cái trách nhiệm chính đối với bản thân của chúng ta. Mà có trách nhiệm chính đối với bản thân của mình, thiết thực nhất đó là gì? Chúng ta cần phải làm, cần phải hiểu và hành trì được, ý thức được qua ba cái yếu tố chính. Yếu tố thứ nhất đó là thương yêu mọi người, chính là yêu thương chính bản thân mình. Đó. Yêu thương mọi người chính là yêu thương bản thân mình. Thứ hai là phải có một cái niềm tin đúng đắn, vững, dũng mãnh và chân chính vào chân lý của đạo Phật. Đó là con người sống trên cuộc đời này không ai tránh khỏi được cái quy luật của nhân và quả. Pháp luật của xã hội, của các quốc gia nào trên thế giới, có kỹ đến đâu thì cái người khéo á, vẫn có thể luồn lách được. Pháp luật quy định có chặt đến đâu vẫn có thể luồn lách được. Duy chỉ có cái luật nhân quả có khéo đến mức độ nào chúng ta cũng không thể nào lách. Chúng ta phải có niềm tin sâu sắc như vậy. Cái điều thứ ba đó là trong quá trình tu học, chúng ta phải chọn cho mình một phương pháp hành trì đúng đắn, và bắt buộc chúng ta phải hành trì. Bởi vì có làm mới có kết quả, còn không làm chỉ là lời nói như gió thoảng mà thôi. Chúng ta hiểu, chúng ta hành ba yếu tố này là chính là chúng ta đang trang bị cho mình cái hành trang, cho mình cũng chính là cái trách nhiệm thiêng liêng cao cả với bản thân chúng ta. Chúng ta cần phải làm. Chứ còn trong cuộc sống đo gọi là bon chen bộn bề này đó, mình cứ vô tình bắt buộc người khác, bắt buộc chung quanh, thậm chí bắt buộc cả xã hội phải làm theo mình, nhưng mà riêng bản thân mình thì lại không chịu tự làm cho mình đó, thì làm sao bắt người khác phải làm cho mình quý vị? Tự bản thân mình mà không làm được cho mình thì thử hỏi cái mình yêu cầu người khác cứ làm theo mình có được hay không? Nó không được. Mà họ không được thì tạo ra những cái mâu thuẫn, xung đột xã hội, xung đột qua lại. Nguyên nhân của những sự tranh cãi, những sự đấu tranh là vì không biết nhường nhịn và không biết nhìn lại, mỗi người tự nhìn lại lẫn nhau thôi, chứ không phải là do cái nguyên nhân xung đột mà nguyên nhân nào khác cả. Không biết nhường nhịn và không biết nhìn lại cái thực tế chính bản thân mình, không biết tự rèn luyện cái trách nhiệm của chính bản thân mình. Có trách nhiệm với bản thân của mình ở đây không phải là chúng ta là cái người vô cảm, là cái người chỉ biết mình mà không biết người, mà chúng ta biết, chúng ta hiểu và chúng ta thực hành với cái khái niệm, với cái ý tưởng, với cái cách của một cái người thực hành pháp chân lý. Cái trách nhiệm nó khác với lại cái ích kỷ bảo thủ quý vị. Ích kỷ bảo thủ mình làm theo bản ngã, còn cái trách nhiệm với bản thân mình là mình phải, cái thân mình đã cực rồi, đã khó rồi, đạt được đã cực đã khó rồi, thì mình phải làm gì? Mình phải cho cái thân của mình được hưởng thụ chút đỉnh,
Hưởng thụ đây không phải là cái vật chất của thế gian, mà là tạo cái tác nhân để dẫn cái thân này sau này đi đến con đường lành, đi đến con đường tốt. Mà muốn vậy chúng ta phải làm những cái việc tốt mới có được kết quả. Còn mình bảo thủ, mình ích kỷ là mình chỉ hưởng thụ cái bản thân mình cho sung mặc sướng, bất chấp mọi cái sự khổ của ai, thì cái việc đó là cái việc ích kỷ, phục vụ cho cái việc ích kỷ. Đó là không phải là nói là phục vụ cho bản thân mình, nhưng mà thật sự không phải. Phục vụ cho cái niềm đam mê của mình, phục vụ cho cái bản ngã của mình, phục vụ cho cái sở thích của mình, phục vụ cho cái sự thèm khát của mình, chứ không phải là phục vụ cho chính mình. Cho nên chúng ta phải có cái niềm tin sâu sắc rồi, thì giờ đó chúng ta phải thực hành một cách đúng đắn, chọn phương pháp thực hành một cách đúng đắn. Thì mỗi người chúng ta hãy xác định được cái vị trí của mình và pháp tu của mình chọn là gì. Cho nên đó, Đức Phật có dạy cái câu là mỗi người hãy tự thắp đuốc lên mà đi, là như vậy. Giáo pháp Đức Phật dạy hằng hà, phải không? Đó, nếu nói theo con số là có đến 84.000 pháp môn tu. Đó, mỗi ngày mình tu một pháp thôi thì cả đời mình tu cũng vẫn chưa hết pháp của Phật. Mà tại sao Đức Phật vẫn lại đúc kết là mỗi người hãy tự thắp đuốc lên mà đi? Con đường Đức Phật đã khai sáng rồi, mình cứ đi theo là được rồi, chứ có gì đâu mà phải tự thắp đuốc lên đi. Thì giống như những cái điều mà nãy giờ chúng tôi đã nêu với quý vị đó, mỗi một pháp tu nhưng mà người này hành là phù hợp sẽ đạt được kết quả an lạc, nhưng mà người khác thấy bắt chước làm chưa chắc đã đạt được. Cho nên hãy chọn tự mình thanh lọc cho bản thân mình, chọn thực hành cái pháp môn tu của mình. Mà cái pháp môn tu thiết thực của người Phật tử hiện tại đó, như tôi nói với quý vị, nếu tôi nói sai tôi sẽ chịu trách nhiệm hết quý vị. Chỉ cần quý vị biết sợ nhân quả thôi, biết sợ thôi, là chúng ta tránh thì coi như là 100 km mình sẽ về tới Tây Phương. Thì mình chỉ ý thức được cái điều đó là mình đã đi được tới km 90 rồi. Còn đa phần chúng ta làm á, những việc này việc khác để tìm lợi ích cho mình á, trong xã hội này đó, là chúng ta không có biết sợ nhân quả, chưa biết sợ nhân quả, hoặc là chúng ta quên đi nhân quả qua một bên, chỉ thấy cái lợi thôi mà không thấy được cái hại. Rồi khi hô nó đùng ra thì chúng ta mới vỡ lẽ, thì ân hận nó không kịp. Cho nên nó lý do vì sao mà mới gọi là Bồ Tát sợ nhân, mà chúng sanh thì sợ quả. Cho nên hy vọng rằng tất cả quý Phật tử chúng ta, trong quá trình tu tập của chúng ta, trong cuộc đời này của chúng ta đó, đừng để uổng phí một đời mình theo chân Phật, làm một đời mình là người Phật tử, mà lại bỏ quên đi cái trách nhiệm cao cả thiêng liêng với bản thân của chính mình. Đó. Ngày hôm nay có duyên được về đây để chia sẻ và gặp gỡ với quý vị, cũng cầu chúc cho tất cả quý Phật tử chúng ta tham dự trong cái khóa tu ngày hôm nay sẽ thành tựu những cái thiện quả tốt đẹp, thiện căn lúc nào cũng sẽ được tăng trưởng. Và người Phật tử thì hậu trì Phật pháp trong sự thuần hành, bằng sự hiểu biết của bản thân mình, để đi đến con đường giác ngộ, an lạc, an vui. Chúc cho tất cả quý Phật tử chúng ta luôn luôn được sự gia hộ và chở che của mười phương chư Phật. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật. Mời quý Phật tử chúng ta quan hỷ đứng lên để chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn. Không có Phật đã...
đời con sẽ lạc lối. Nếu không có Phật, đời con vẫn đau thương. Nếu không có Phật, vũ trụ sẽ ra sao? Nếu không có Phật, đời con lên đen. Bước chân đi tìm, Ngài tìm ra chân lý, cứu vớt muôn loài thoát cõi cánh trầm luân. Bước đi khắp miền đưa người về nơi bến giác, Thế Tôn mong rằng cuộc đời bớt khổ đau. Ngài là bậc chánh giác có tấm lòng từ bi, Ngài đoàn chưa tham ái đam mê của lục trần. Ngài yêu thương nhân loại, yêu tất cả chúng sanh. Ngài tu thành chánh quả nên người đời kính tôn thờ là bậc Đức Thế Tôn. Chúng ta hãy nguyện theo con đường hạnh phúc, Thế Tôn cứu mọi người qua cõi cánh lầm mê. Thế gian muôn đời không quên ơn Ngài dẫn lối, con kính tôn thờ Đức Trí Tuệ Từ Bi.